nong đến những con chim nhỏ nó không hay cho lắm, không nhiều. Và 957, anh ta nâng cái gì đầu tiên đây? Anh ta sẽ phải nhận cả đêm bóng lớp dành cho đây, không thể tin nổi. Đó, nhưng họ vẫn đang muốn hãm thành ở đường này. Nhưng cẩn thận, Thalia bắt đầu lên rồi. Ơ kìa, Achi sai lầm này. Achi ăn 2 hit từ trụ. Và Thalia đã đến gần đến nơi rồi. Ivan cũng vòng sau chắc chắn Slay cùng với Achi sẽ phải nằm. Như vậy là Slay và Achi quả này là phải khô máu rồi. Họ quyết tâm hạ gục 957 trước khi mình nằm xuống. Họ đã làm được điều đó. Tôi nghĩ họ chạy được cả hai. Và Davy rất khó để có một pha tấn công ở đường dưới. Còn đường trên Stuck bị dính cá. Ivan còn đi có mặt. Stuck bị làm choáng. Và thêm cả CJ đây nữa. Và điểm hạ gục thuộc về 957. Lulu đằng sau lưng đúng chắc là chúng ta không thể lấy cái đường đấy. Trụ này Stuck bị ném cá. Anh ta bị thêm cả thiêu đốt. Quá nguy hiểm và đằng khác CJ đến. Và chúng ta lại mất thêm một người. Và thậm chí cả Levi cũng không nghĩ anh ta có thể quan được Optimus đến dồn sát thương vào 957. Vừa đủ đam để đội được không tràn lên tiêu diệt. Optimus tệ rồi. Tốc biến qua tường né được xuyên táo nhưng vẫn bị đối phương tốc biến theo. Có cả chiêu cuối Galio bảo kê nhưng một lần nữa Optimus cho ra thấy là sự lỏng lẻo lối chơi của mình. Con đi bị trói, con đi bị hất tung, con đi buộc phải tốc biến về. Chúng ta hết sát thương, đối phương có 5 Levi người tới. Trong khi đó bây giờ thì Levi đến chỉ kịp tung một cái bom khói ra thôi. 957 chúng Slay bằng con cá. Và Slay có thể sẽ phải bị hạ gục trong tình huống rất khó chơi này. Kill quick được hai người nhưng Stuck sẽ nằm trói trượt. Một lần nữa thì Slay lại trói trượt. Trong khi đó thì King Mantra kết hợp với nội hỏa quá kinh. Mystic lao lên. Viên đạn thứ tư chưa có, bây giờ mới có. Sân khấu tử thần 957 hai viên, ba viên trượt. Viên thứ tư thì trúng nhưng nó chỉ trúng vào người của Fan mà thôi. Một clip đang rất gần nhau và họ sẽ tập trung lại nhanh. Anh ta tấn công Mystic. Mystic phải lùi và sát thương là chưa đủ. Levi bắn hạt trong đổ bay ngoài bề tường. Nhưng lúc này cần anh ta để bắn vào bên. Anh ta lại lướt ra. Achi tóc biến. Sân khấu tử thần. Achi đã phải nằm. Sân khấu bắn vào CJ nhưng đã hết tầm hoạt động. Optimus đã phải lên bảng điểm số. Và 957 chắc chắn là thoát được trong tình huống này. Nhưng với Levi và Stuck thì tôi đảm bảo rằng hơi khó. 957 tấn công vào Levi. Stuck dùng chiêu để bỏ chạy. Levi cố gắng vừa bắn vừa lùi. Nhưng 957 đã đuổi thêm cả con đi nữa. Stuck và Slay sẽ sống được. Nhưng Achi không. Đó là có ai đủ sức để có thể ngăn Stuck bắn. Ôi thôi sao. Cực ta Slay sẽ nằm. Không, tạm thời là chưa. Stuck. Khi anh ta được bảo kê, trong khi đó thì Levi bị cá cắn. Không mất nhiều máu lắm. 957 bị hóa cóc nhảy ra Stuck bên này. Thế như anh ta là một tanker vậy. Anh ta là tanker nhưng đó là một tanker chưa có tuổi ở trong làng đất đấy. Optimus mất nửa máu, dây chuyền trực bộ được bật. Và đây là cái đầu tiên đúng không? Còn một cái nữa cơ. Lui cứ thong thả, họ đang lấy Daisy ra làm chống chịu thì phải. Bây giờ dây chuyền trực bộ của Gilmarin mới được dùng. Nhưng có lẽ là không đủ, chỉ cần chờ lính vào thôi là Gilmarin sẽ mất cái trụ này. Và chúng ta mất Levi ở bên kia bức tường. Chỉ góp công một con khói và cho Optimus tấn công cận rồi với bức tường. Slay! Khi vừa mới sống lại thì Slay lại đóng vai tanker trong pha thi đấu vừa rồi. Nhưng lần này là bất đắc dĩ hơn. Chúng ta bị hủy diệt hoàn toàn. Chuyển tự quyết nữa rồi tôi cảm giác như vậy. Nhưng họ vẫn còn cơ hội. Họ vẫn còn cơ hội để lọt vào top 4.